Xin chào các bạn. Trong bài học trước chúng ta đã cùng nhau làm quen với Excel, nhập dữ liệu trong Excel và các công thức ở trong Excel. Trong bài học này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các kiểu dữ liệu trong Excel, làm quen với một số hàm xử lý về ngày tháng, thời gian, và sau đó chúng ta tìm hiểu về lọc dữ liệu ở trong Excel. Excel chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Ở đây chúng ta sử dụng phiên bản 2016. Bạn nào đang dùng Excel 2010 hoặc là Excel 2013 thì cũng không sao cả. Về cơ bản, các thao tác, các chức năng thực hiện nó cũng gần tương tự nhau. Về các kiểu dữ liệu trong Excel, trong Excel có các kiểu dữ liệu kiểu chữ, dữ liệu kiểu số, dữ liệu kiểu logic, dữ liệu kiểu ngày tháng, thời gian và dữ liệu định dạng. Sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu cái định dạng dữ liệu kiểu số cơ bản. Đấy, thêm bớt các chữ số sau dấu phẩy rồi định dạng tiền tệ. Với dữ liệu kiểu chữ, nếu ta không định dạng gì, ví dụ như ta gõ đây là gì ạ, tôi là ai, thì mặc định nó sẽ căn trái. Đấy, tức là nó lệch hẳn sang bên trái. Nếu mà dữ liệu kiểu số, ta nhập 123 và enter, thì mặc định là dữ liệu kiểu số thì nó căn phải, tức là nó lệch sang bên phải. Thế còn với dữ liệu kiểu logic ấy, thì ta có kiểu là kiểu chu, dữ liệu là chu hoặc phô. Ta gọi chu với các chữ cái là chữ thường như này, khi ta ấn enter thì nó thành chữ in hoa. Tương tự như vậy đối với phô, thì nó chuyển thành các chữ hoa. Thế còn với dữ liệu kiểu ngày tháng ấy, ngày tháng hay thời gian ấy, thực chất của nó là dữ liệu kiểu số. Ví dụ như hôm nay là gì ạ, ngày 25 tháng 7 năm 2020. Thì thấy là gì ạ, nó căn phải, đúng không ạ? Thì đây là gì ạ, kiểu số. Thì ta lưu ý nhé, cái định dạng kiểu ngày tháng này này thì tùy theo cái máy chúng ta dùng, mà ở đó trong cái phần thiết lập thời gian ấy thì có thể là gì ạ, ta thiết lập thời gian tháng trước ngày sau, nhưng trong máy của mình đây là gì ạ, ngày trước tháng sau. Đó. Còn kiểu thời gian, ví dụ như bây giờ đang là gì ạ, bây giờ đang là 9:46:46:30 rồi. Đó. Thì nó cũng là kiểu số. Và chúng ta để ý trên cái thanh công thức ấy, tức là formula 3 thì nó hiển thị là gì ạ, 9:46:30, nó có thêm cái SA nữa. Đấy. SA nó chúng ta biết là gì ạ, bây giờ là 9 giờ sáng. Đấy. Một số thì nó để tiếng Anh là gì ạ, AM. Đấy. Còn chiều là CH. Đấy. Nếu là tiếng Anh thì nó sẽ là PM. Thế còn định dạng dữ liệu kiểu số cơ bản, thêm bớt số các chữ số sau dấu phẩy và định dạng kiểu tiền tệ. Ví dụ ở đây là gì ạ, ta có điểm môn toán này. Đấy, điểm môn toán, ví dụ là học sinh thứ nhất là gì ạ, 8,5, học sinh thứ hai là gì ạ, 7,5, học sinh thứ ba là 9 điểm chẳng hạn. Thì muốn định dạng các cái số ở sau dấu phẩy, tức là chúng ta muốn lấy bao nhiêu số ấy, thì các bạn chú ý đến thẻ home này. Trong cái thẻ home này có nhóm number, trong nhóm number này thì có cái thành phần đây là gì ạ, increase decimal. Đó. Là tăng cái số ở đằng sau dấu phẩy đây. Đó. Tuy nhiên bây giờ là gì ạ, chúng ta chỉ muốn lấy đằng sau dấu phẩy một số thôi. Đấy. Thì chúng ta lại chọn cái này. Đấy. Decrease decimal. Đấy. Giảm số đằng sau dấu phẩy. Bây giờ ta chỉ muốn lấy một số đằng sau dấu phẩy thôi. Đấy. Là kích chuột trái liên tục thì nó này. Đó. Thế này là 8,5 này, 7,5, 9,0. Đúng không ạ? Đó là về thê bớt các số ở đằng sau dấu phẩy. Khi mà ta làm việc với là gì ạ? Số thực đấy. Số thực. Thế còn định dạng tiền tệ này,
Giả sử như bây giờ ta có là gì? 50.000. 50.000 thì vẫn ở trong thẻ home. Ta chọn này cái này. Đó. Accounting number format ta chọn. Đó. Đồng đúng không ạ? Vietnamese. Đấy, như ta có là gì ạ? 50 đồng. Đồng bảng Anh này. Đấy, 50.000 bảng. Euro này. À, cái này là đô la chứ đúng không ạ? Còn bây giờ là gì ạ? Bảng Anh này. À, 50.000 bảng. 50.000 euro. À. Hoặc là gì ạ? Hoặc là chúng ta ấn tổ hợp phím Ctrl và 1 nhé. Ấn đồng thời hai phím Ctrl và phím số 1. Và phím có số 1 đấy, đúng không ạ? Thì ta sẽ thấy cái cửa sổ ở Ctrl 1. Đó. Thì nó sẽ hiển thị ra chúng ta cái cửa sổ gọi là format cell. Trong cái format cell ta chọn cái gọi là gì ạ? Currency. Đó. Ví dụ như ta muốn hiển thị là 50.000 Việt Nam đồng. Đồng là đơn vị tiền tệ nhỏ nhất của Việt Nam mình bây giờ. Thì nó sẽ không có là gì ạ? 1,5 đồng đúng không? Mà chỉ có là gì ạ? 30.000 đồng, 50.000 đồng, 100.000 đồng thôi, chứ không có phải phải bao nhiêu nữa. Đấy. Cho nên là gì ạ? Ta sẽ bỏ cái số phải đến là gì ạ? Bỏ các cái số đằng sau số phải đi. Đấy. Thì ta đưa cái này nó về 0. Giảm về 0. Về 5 đồng. Đấy, VND. Chọn về nào đây. Nó sẽ hiển thị cho ta là gì ạ? 50.000 Việt Nam đồng. Đây là định dạng tiền tệ. Được ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ làm quen với một số hàm để xử lý dữ liệu ngày tháng, thời gian đấy. Được ạ. Giả sử bây giờ chúng ta muốn biết là gì ạ? Hôm nay là ngày bao nhiêu? Tất nhiên là các bạn nhìn vào cái giờ trên hệ thống thì các bạn xem trên điện thoại chúng ta biết. Nhưng bây giờ chúng ta muốn Excel là gì ạ? Nó cho chúng ta biết là bây giờ là ngày tháng năm nào. Đó. Ví dụ để chúng ta tính thì tính tuổi đúng không ạ? Thì chúng ta phải xem bây giờ là ngày tháng năm nào trừ đi ngày sinh thì sẽ là tuổi. Đó. Thì bây giờ chúng ta muốn xem hiện tại là ngày tháng năm nào thì chúng ta sẽ dùng cái hàm today. Đấy. Và muốn sử dụng và gọi hàm today lên ấy thì chúng ta bắt đầu bằng dấu bằng trước, sau đó là gì ạ? Là gọi today. Đó. Enter. Thì nó sẽ cho chúng ta biết là gì ạ? Hôm nay là ngày 25 tháng 7 năm 2020. Thì chúng ta lưu ý nhé. Lưu ý khi nhập dữ liệu ngày tháng trên các máy tính khác nhau. Thì trên các máy tính khác nhau ấy, nó sử dụng các cái định dạng ngày tháng khác nhau. Có một số máy là gì ạ? Tháng trước ngày sau. Một số máy là gì ạ? Ngày trước tháng sau. Thế nếu mà chúng ta nhập là gì ạ? 27 tháng 1 năm 1991 nó hiển thị đúng ra là gì ạ? 27 tháng 1 năm 1991 như thế này thì chúng ta hiểu đây là gì ạ? Ngày trước rồi tháng. Còn nếu mà nó lại hiển thị theo kiểu như này, ta gõ như này nhé, 1991 này, nhưng mà nó lại hiển thị là gì ạ? 0127 1991 thì ta hiểu đây là gì ạ? 1 là tháng, 27 là ngày. Và nó lại hiểu đây là một chuỗi, đúng không ạ? Đây là chuỗi. Đó. Một là tháng, 27 là ngày. Chúng ta biết là gì ạ? Tháng thì nó chỉ từ 1 đến 12 thôi, chứ không có tháng lớn hơn, đúng không ạ? Nên 27 đã hiểu đây là gì ạ? Đây chính là ngày. Nên còn 1 là tháng. Đó. Chúng ta lấy một con số lớn hơn 12 để ta kiểm tra xem cái định dạng hiện tại trên cái máy tính của ta ấy, là ngày trước, tháng sau hay là gì ạ? Tháng trước, ngày sau. Nếu trong trường hợp của chúng ta là gì ạ? Tháng trước ngày sau, chúng ta muốn sửa lại để nó thành là gì ạ? Ngày trước tháng sau. Thì các bạn nhấn vào tổ hợp phím là gì ạ? Ctrl 1 nhé, vẫn là Ctrl 1.
Cancel 1. Ở trong cái tab number này, các bạn chọn cái custom. Đó. Chọn các kiểu định dạng. Nếu là gì ạ? Nếu là tháng trước ngày sau, ta sửa đi, sửa thành là gì ạ? Ngày trước tháng sau. Đấy, như trên máy tính của mình đây là gì ạ? Nó thiết lập là gì ạ? Ngày trước tháng sau rồi. Như thế này là đúng này. Đó. Chúng ta dùng hàm today để cho biết là gì ạ? Hôm nay là ngày tháng năm nào. Bây giờ ta chỉ muốn là gì ạ? Lấy mỗi năm thôi. Thì chúng ta sử dụng cái hàm là gì ạ? Hàm year. Hàm year. Cái tham số truyền vào là serial number này chính là gì ạ? Chính là cái E10 này, ngày tháng năm này. Nên đó. Đấy, cho ta biết là để hiện tại là năm 2020 tháng 7 này. Đó, ngày này. Ta dùng hàm day. Đó. Đó, ngày năm. Ngày năm tháng 7 năm 2020. Đó. Bây giờ đến thời gian này. Muốn biết bây giờ là mấy giờ mấy phút, rồi ngày tháng năm bao nhiêu thì chúng ta lại dùng cái hàm nữa là hàm gì ạ? Hàm now. Hàm nào? Được. Đó. Bây giờ là 9 giờ 55 phút ngày 25 tháng 7 năm 2020. Chúng ta chỉ muốn lấy mỗi giờ thôi thì ta dùng hàm hour. Đó. Chúng ta muốn lấy mỗi phút thôi, hàm minute. Đúng không ạ? Hàm minute. Chúng ta muốn lấy mỗi giây thôi, ta dùng hàm second. Hàm second. Đó. Bây giờ đang là 9 giờ 56 phút và vừa rồi là gì ạ? 2 giây. Đó. Nhưng mà ta lấy được ngày tháng. Ngày tháng 5 giờ phút giây đây. Đó. Bây giờ ta muốn tính tuổi. Tính tuổi thì ta phải tính dựa vào năm hiện tại là 2020 trừ đi là gì ạ? Năm sinh 1991. Đó. Năm hiện tại theo cái hàm này today. Đó, today trừ năm sinh year, tham số truyền vào, đây xuất hiện là tuổi này, ngày tháng như này, 25 tháng 1 năm 1990, không sao cả. Đó, không sao cả các bạn. Chúng ta hãy để đến cái thẻ home này. Đó, trong cái nhóm number. Đây nó đang để kiểu date đúng không ạ? Bây giờ ta sửa lại thành gì ạ? Để lại thành là general nhé. Đó. Trần Anh 29 tuổi. Chúng ta xem Lê Thư và Trần Hùng. Lê Thư 19 đúng không ạ? Sinh năm 2001. Bây giờ đang là 2020 là 19 tuổi. Đúng không ạ? Trần Hùng sinh năm 2010, bây giờ đang là 2020. Thì Trần Hùng được 10 tuổi. Đúng không ạ? Lưu ý nhé. Để ở trong thẻ home này, chúng ta chú ý đến nhóm number và ta chọn là gì ạ? General. Đó. Tiếp theo chúng ta cùng nhau chuyển sang tìm hiểu về lọc dữ liệu. Lọc dữ liệu thì ta có thể lọc dữ liệu bằng auto filter. Và thứ hai là gì ạ? Ta lọc dữ liệu bằng advanced filter. Để lọc dữ liệu bằng auto filter, ta có thể vào thẻ home này. Ở trong cái nhóm editing ta chọn là gì ạ? Sort and filter. Đấy, ta chọn cái có cái hình phễu này, filter. Đó. Cái thứ hai ta có thể vào thẻ data. Ở trong nhóm sort and filter ta chọn filter. Hoặc là gì ạ?
ta nhấn tổ hợp phím Ctrl Shift L là cao đấy, đúng không ạ? Ctrl Shift L cao. Đó. Ví dụ ta đang ở cái thẻ Home này, ta chọn luôn cái Sort and Filter ở trong nhóm Editing. Thì nó có thể giúp ta sắp xếp, đúng không ạ? Từ tăng dần từ chữ cái A đến Z này, rồi sắp xếp theo giảm dần từ chữ cái Z về đến A này. Ở đây ta đang lọc, đúng không ạ? Ta muốn lọc, ta chọn cái filter. Chúng ta nãy đã để chuột ở đây, đúng không ạ? Nó xuất hiện cái lọc ở đây. Đó. Bây giờ ta muốn lọc ở cái bảng này, đúng không ạ? Ta chuột vào đây, ta chọn là gì ạ? Filter. Đó. Thì các cái nút lọc nó xuất hiện ở trên trên các cái cột, đúng không ạ? Của cái dòng 6 này. Bây giờ ta muốn là gì ạ? Lọc theo các cái ô tô, đúng không ạ? Mà những cái người này người ta sở hữu. Đó. Ví dụ như là gì ạ? Chúng ta chỉ muốn lấy thông tin của những cái người mà người ta đi xe VinFast này chẳng hạn. Thì ta chọn là gì ạ? VinFast. Đúng không ạ? Bây giờ ta lại muốn là gì ạ? Muốn xem thông tin về những người đi xe Audi. Đó. Như là thầy có thêm thông tin về những người đi xe Audi bên cạnh những thông tin về những người đi xe VinFast. Đấy là thầy ạ. Ta lọc theo, theo dữ liệu chữ, đúng không ạ? Bây giờ dữ liệu dạng số thì thầy làm thế nào? Đấy, ví dụ như ta chú ý đến cái cột là gì ạ? Cột donate này, tức là cột làm từ thiện này. Thì ta thấy cột donate là gì ạ? Nó xuất hiện các cái dấu thăng như này, bốn dấu thăng như này. Không thấy thông tin gì cả. Thì khác ngoài các dấu thăng này. Đó. Thì ở đây đấy, cái lý do mà gì ạ? Cái cột này nó hiển thị là gì ạ? Toàn các dấu thăng này, không có các dữ liệu chữ hay dữ liệu số gì cả. Đấy. Đó là gì ạ? Đó là vì chúng ta để cái cột F này này, nó chiều rộng của nó hẹp, không đủ để gì ạ? Để hiển thị đầy đủ dữ liệu. Đấy. Muốn hiển thị đầy đủ dữ liệu ấy, thì chúng ta kéo rộng, kéo rộng cái cột này ra. À, kéo rộng nó ra, đúng không ạ? Muốn kéo rộng cột thì như buổi trước chúng ta đã tìm hiểu rồi. Đó là gì ạ? Ta di chuyển con trỏ chuột tới cái cạnh bên phải của cột. Đấy, ta thấy nó chuyển từ dấu cộng màu trắng sang dấu cộng màu đen như này. Rồi ta kéo, đúng không ạ? Đó, thì lúc này ta thấy nó hiển thị thông tin làm từ thiện của những người đi các loại xe ô tô khác nhau, đúng không ạ? Ví dụ Trần Anh đi xe VinFast làm từ thiện 24,74 đô, đúng không ạ? Trần Bình làm từ thiện là gì ạ? 38,89 đô đi xe VinFast. Triệu Hành làm từ thiện là gì ạ? 56,96 đô đi xe Audi. Cái này vẫn là dữ liệu để ta lọc, ta lấy lại cái dữ liệu ban đầu nhé. 1, 2, 1 được, ok. Giờ rộng rộng cột ra này để nó có thể hiển thị thông tin về ở trong cái cột donate. Bây giờ ta chỉ muốn là gì ạ? Hiển thị thông tin về những cái người mà gì ạ? Họ làm từ thiện từ 80 đô trở lên. Đó. Muốn vậy thì ta không thể lựa chọn ta lọc là gì ạ? 10,02 được 10,10 đô như này. Thì ở đây nó lọc thì nó có cái gọi là cái number filter này, nó sẽ lọc theo kiểu bằng. À, tức là gì ạ? Bằng một số ở đó, bằng 10.000, bằng 20.000, bằng 100.000. À, không bằng tức là khác đấy. Đúng không ạ? Greater than tức là lớn hơn. Greater than or equal to tức là lớn hơn hoặc bằng. Net than tức là nhỏ hơn. Net than or equal to tức là nhỏ hơn hoặc bằng. Between tức là lấy khoảng giữa. Đó. Bây giờ ta làm muốn là gì ạ? Chỉ lọc lấy thông tin của những người làm từ thiện từ 80 đô trở lên. Như vậy ta sẽ phải chọn là gì ạ? Từ 80 đô tức là từ bằng đấy. Bằng và lớn hơn 80 đô thì ta chọn là gì ạ? Greater than or equal to. À, thì nó sẽ hiển thị ở tầm cửa sổ gọi là gì ạ? Custom Auto Filter.
lớn hơn hoặc bằng 80 độ. Chúng ta có thể kết hợp thêm tiêu chí nọc nữa ở đây. Đấy. Tiêu chí nọc nữa là gì ạ? Và đồng thời hoặc là chúng ta chọn O. Đấy. O thì là gì ạ? Cái trên hoặc cái dưới. N là gì ạ? Cái trên và cái dưới. Đấy. Ở đây ta chỉ muốn hiển thị thông tin về những người mà gì ạ? Họ làm từ thiện. Đấy. Lớn hơn hoặc bằng 80 đô. Thì thấy nó chỉ hiển thị cái thông tin là gì ạ? Về những người làm từ thiện lớn hơn hoặc bằng 80 đô. Thì nó về autofill. Tiếp theo này, chúng ta sẽ tìm hiểu về nọc dữ liệu bằng advanced filter. Chúng ta bỏ cái nọc đi nhá. Cho nó lại bắt đầu. Đấy, cho lại bắt đầu. Nọc dữ liệu bằng advanced filter thì chúng ta vào cái thẻ data này. Trong cái nhóm sort and filter ta chọn advanced. Advanced filter action ta chọn cái thứ nhất này, filter the need in blade. Có hai phần ta cần chú ý ở đây, đó là mid vein, tức là cái vùng dữ liệu mà ta cần nọc. Đấy, tức là từ A6 cho đến tận gì ạ? Cho đến tận G1006 tiếp dưới này. Đấy. Cái tiếp theo là cái criteria range, tức là cái tiêu chuẩn nọc. Đấy, tiêu chuẩn nọc. Tức là ta muốn nọc theo cái điều kiện nào, đúng không ạ? Nọc theo tiêu chuẩn nào. Đó. Cái vùng dữ liệu là toàn bộ cái bảng bên này thôi. Thế còn cái tiêu chuẩn nọc là gì ạ? Chúng ta chỉ muốn nó hiển thị cái thông tin là gì ạ? Ví dụ như là gì ạ? Những người họ Trần, nữ, giới tính là nữ. Những người họ Vũ, Mây, đây là nam chứ đúng không ạ? Mây là nam. Những người họ Vũ là nam. Đó. Thế chúng ta chỉ muốn hiển thị những người nam giới, họ là Trần hoặc là họ Vũ để hiển thị ra. Đấy, thì ta quét cái vùng dữ liệu này. Chọn xong hai cái need range và cái criteria range ta nhấn OK. Đó. Thì nó sẽ hiển thị cho chúng ta là gì ạ? Những người họ Trần, họ Vũ và giới tính là gì ạ? Mây, tức là nam. Đó. Với cái advanced filter thì ta có thể nọc theo một hoặc nhiều điều kiện đồng thời. Đúng. Chỉ cần nó chỉ được là gì ạ? Cái vùng mà ta cần nọc và sau đó là gì ạ? Điều kiện hay tiêu chí tiêu chuẩn để ta nọc. Thì khi mà ta nọc bằng advanced filter thì ta lưu ý này. Ta muốn nọc dữ liệu bằng advanced filter trên Excel thì nó phải thỏa mãn các cái điều kiện sau. Cái thứ nhất là gì ạ? Các dòng dữ liệu trong bảng phải liên tục, không có dòng trống. Cái thứ hai là không có bất kỳ ô nào bị gộp hay là tức là mergi đấy, đúng không ạ? Cái thứ ba là gì ạ? Chỉ sử dụng một dòng duy nhất làm tiêu đề bảng dữ liệu. Khi nó hội tụ đáp ứng được cả ba cái điều kiện này thì ta mới có thể nọc dữ liệu được bằng cái advanced filter này. Đúng không ạ? Muốn nọc dữ liệu bằng auto filter ta có thể dùng một trong ba cách, đúng không ạ? Thứ nhất là gì ạ? Ta kích chọn sort and filter ở trong nhóm editing ở thẻ home, hoặc là gì ạ? Ta kích chọn cái filter hình chữ phễu ở trong nhóm hình cái phễu này ở trong nhóm sort and filter ở trong thẻ data, hoặc là gì ạ? Hoặc ta ấn tổ hợp phím Ctrl Shift L. Ctrl Shift L. Chúng ta muốn nọc dữ liệu bằng advanced filter thì nó phải thỏa mãn ba điều kiện này. Rồi sau đó là gì ạ? Ta kích chọn advanced.
lựa chọn vùng mà chúng ta sẽ lọc, và cái thứ hai là cái tiêu chí lọc. Đó. Ví dụ như là đây chúng ta đã cùng nhau làm là gì ạ? Tiêu chí lọc là những người họ trần, nam giới, những người họ vũ là nam giới. Đó. Như vậy thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu về các kiểu dữ liệu ở trong cho Excel, có dữ liệu kiểu chữ, dữ liệu kiểu số, kiểu logic, đấy, kiểu ngày tháng, thời gian, định dạng dữ liệu kiểu số. Mà ở đó là gì ạ? Ta thêm bớt các chữ số ở sau dấu phẩy, định dạng tiền tệ. Chúng ta đã làm quen với một số hàm xử lý thời gian, đó là hàm today hiển thị ngày tháng năm hiện thời, hàm year lấy thông tin về năm, hàm month lấy thông tin về tháng, hàm day lấy thông tin về ngày, hàm hàm now lấy thông tin về ngày tháng năm giờ phút giây, hàm hour lấy thông tin về giờ, hàm minute lấy thông tin về phút, và hàm second lấy thông tin về giây. Sau đó thì chúng ta đã tìm hiểu cách lọc dữ liệu bằng bằng auto filter và lọc dữ liệu bằng advanced filter. Bài của chúng ta dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các bài học kế tiếp.